Zippo khổng lồ, phiên bản bật lửa cực chất. Zippo khổng lồ là phiên bản cực độc lạ, đã làm dậy sóng các tín đồ sưu tầm bật lửa trên toàn thế giới. Nó là món đồ xứng đáng có trong bộ sưu tập của bạn đó. Vậy có gì đặc biệt ở chiếc bật lửa khổng lồ này? Cùng Ambe khám phá trong video này nhé! Bật lửa Zippo khổng lồ là gì? Zippo vốn được biết đến là những chiếc bật lửa nhỏ nhắn và tiện lợi. Bạn dễ dàng cầm nắm hay bỏ chúng vào túi và mang đi bất cứ đâu. Nhưng với phiên bản khổng lồ, cái tên đã nói lên tất cả. Nó có kích thước khủng hơn, gấp khoảng 3 lần chiếc Zippo bình thường. Bật lửa này cũng được thiết kế với nhiều mẫu mã khác nhau, vỏ trơn bóng hay họa tiết đều có. Nó được sản xuất với mục đích tạo ra sự đa dạng và không kém phần độc lạ cho thương hiệu này. Kích thước của phiên bản này rất lớn. Chiều cao của nó có thể lên tới 19cm, chiều rộng khoảng 13cm. Ngoài ra, còn có phiên bản cao 11,5cm hay 17cm. Sự ra đời của chiếc Zippo này đã chinh phục ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Chính kích thước khổng lồ đã tạo nên sự nổi bật giữa hàng ngàn phiên bản Zippo. Nó xứng đáng là món đồ mà bất kỳ ai đam mê chơi Zippo cũng nên sở hữu. Ưu điểm của Zippo khổng lồ. Với kích thước gấp khoảng 3 lần thì việc lửa cháy lâu hơn là điều hiển nhiên, vì lượng xăng được chứa nhiều hơn, bên cạnh đó thì lửa cũng cháy mạnh hơn. Nhược điểm của Zippo khổng lồ. Nhược điểm đầu tiên của phiên bản này cũng chính là kích thước. Nó khá lớn nên sẽ bất tiện nếu bạn muốn đem em nó ra ngoài. Bên cạnh đó, bật lửa này ngốn rất nhiều xăng nên bạn phải là người sẵn sàng hào phóng cung cấp xăng cho nó đó. Như vậy, không thể phủ nhận độ hot của Zippo phiên bản khổng lồ này. Nếu bạn muốn tìm kiếm sự độc lạ cho bộ sưu tập của mình hay đang tìm món đồ để tặng ai đó thì hãy nghĩ đến sự lựa chọn này nhé. Và nếu bạn quan tâm đến các dòng bật lửa chính hãng sang trọng tinh tế thì có thể ghé qua cửa hàng của Ambe. Chúng mình luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.